Chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại bến Bạch Đằng đó cả nhà. Hôm nay tại bến Bạch Đằng sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa mừng năm mới năm 2024 lúc 0 giờ cả nhà. 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hiện tại lúc này là đang 10 giờ 50 cả nhà. Số lượng du khách đến đây để tham quan cảnh đẹp bắn pháo hoa mừng năm mới năm 2024 tại bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng rất là khủng nha cả nhà, số lượng đông khủng luôn cả nhà ơi, quá đông luôn cả nhà ơi. Hiện tại phố đi bộ quận Nguyễn Huệ trên đường bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng quận Nhất, số lượng không có cho xe di chuyển hôm nay luôn, mà dòng người chặt cứng bên đây luôn cả nhà ơi.